Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem. Đầu tiên là cái cần này. Hãng gì ta? Đây. Đầu đĩa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp cứng 20 dài 2m1. Đây. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đây, dàn khoan của nó này, dính keo thôi nha mọi người. Đấy, không bị nứt vỡ gì nha. Không nứt vỡ gì nha. Ok, đầu ô này Fuji nha mọi người. Đấy, khoan Fuji, bát Fuji nha. Đọc ra. Ok. 1, 2, 3, 4 giống nha mọi người, 4 giống. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 64cm, đột là 1,6 ly, cân nặng là 160g. Đấy. Cái này cái số 1. Số 1. 190.000. Số 1 190.000 nha mọi người. Số 2. Này. Số 2 là cần ISO Ryobi. ISO Ryobi. Dài 4m6 này. Đấy. Nó có nằm 6 lóng nha mọi người, 6 lóng này. Đọc số 1. Ok. Rồi bây chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Bát Fuji FS6. Khoan Fuji. Còn ok đẹp nha mọi người. Còn ok đẹp, khoan Fuji nhé. Sáu lóng, mình không cần phải đếm nữa, nó có thông số rồi. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Okay. Cần này ngoại hình của nó khoảng 85-90% trở lên nha mọi người. Đấy. Đây. Cần này dài 4m6 này, thu vào 90cm này, đột là 0,8 ly, cân nặng 260g. Cái này cái số 2. Số 2. 400. Cái số 2 này 400 nha mọi người. Bát Fuji FS6 này. Ok. Số 3 là một cây cần câu lục. Này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Bát Fuji FS7. Đây. À, cái cần này nó bị mất cái nắp chân rồi nhá. Mình dán lại. Bể mất cái nắp nhựa dưới chân này rồi. Mọi người mình dán lại về mọi người kiếm xu chế vào nhé. Cần này mình đọc luôn này. Nó dài 3m2. Thu vào là 90cm, đọc 2,8 ly, cân nặng là 280g nhé. Đấy. Khoan của nó này, khoan Fuji nha mọi người.
Phan Fuji nhé. Phan Fuji, bát Fuji. Ok. Còn nguyên đồ vô đồ Fuji đấy. Đọc lớn. 1 2 3 4 giống nha mọi người, 4 giống. Bát Fuji FX7. Rồi, cần này tầng số 3. Số 3 350 nghìn. Số 3 350 nghìn. Số 4 là một cái cần FIP. Chất liệu FIP nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đấy. Và khoan của nó ok. Khoan của nó nhìn mới toanh luôn. Đấy, bát vặn nhé. Bát vặn nha mọi người. Kim loại này. Đấy. Độc. Một, hai, ba, bốn. Bốn giống. Cần này dài 3 mét, thu vào là 86 cm, độc là 2,3 ly, cân nặng là 220 gram. Cái này cây số 4. Số 4 190. Số 4 190 nha mọi người. Đây, số 5 tiếp tục cây cần này. Cần này chất liệu là FIP nha mọi người. Xuất xứ của nó là China, xuất Nhật nhé. China, xuất Nhật nha mọi người. Đấy. Bát vặn này, đây là kim loại nhé. Đấy. Bọc xốp mà nó cái nhựa này chưa lọc luôn. Đấy. Màu hình của nó khá là đẹp. Cỡ khoảng 85% trở lên. Khoan này. Đấy. Khoan đá nâu nha mọi người. Hai, ba, ba lóng. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 180 gram. Cái cần này số số 5, 190 nghìn. Số 5, 190. Số 6 tiếp tục là một cái cần kinh tên dòng New Trickstar. Chất liệu là FIP nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% trở lên. Đây. Và khoan nhựa còn ok nhé. Double này. Ok. Buông như thế này còn ok, về đánh sơ ra, đánh rửa sơ thì là sạch nha mọi người. 1 2 3 3 lóng. Bát của nó đây. Cần này dài 2,1 m, thu vào là 80 cm, độc 2,6 ly, cân nặng là 120 gram. Này số 6. Số 6. Cái này 180 nghìn. Số
6 180.000 trong ngược. Đây, số 7 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cần này khoảng 80% trở lên. Đấy. Chữ nhật gì đây? Khoan này. Yeah, khoan còn ok nha mọi người. Hơi khoan để dĩ chỗ này thì về mọi người đánh cho nó sạch đi nhé. Đánh rửa sạch đi. Khoan còn đá hết này. Đấy. Đọc 1 2 3 4 ngón 1 2 4 ngón nha mọi người, 4 ngón. Cần này dài 2m7, thu vào là 86 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140 g. Cây này cây số 7. Số 7. 160.000. Số 7 160.000 nha mọi người. Số 8 tiếp tục còn cần rút, chất liệu là phíp của hãng Kingston nha mọi người. Kingston New Tristar 2m7. Đây, dàn khoan của nó thì có cái này, một cái này bị nứt thì về mọi người có thể dán keo lại nhé. Dán keo lại xài ok, đá trong vẫn bình thường nhé. Đấy, đầu bu ok này, đầu bu Fuji này. Đấy, một hai ba giống, ba giống mọi người. Bát Fuji FS6 đây, Kingston. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80%, do chữ nó mờ thì nước sơn cũng còn khá là bóng. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 180 g. Đây này, cây số 8. Số 8. 8. 150.000. Số 8 150.000 nha mọi người. Số 9 là một cái cần Ryobi còn khá là đẹp, chất liệu là phíp nha mọi người. Cần này còn khoảng cỡ 90% trở lên nhé. Đây, Bát Fuji FX5 nhé. Đấy, cái thân cần này thu lại là 90 cm nha mọi người. Đấy, cái này là cần tay trợ máy nhé, cần tay máy phụ. Đây, cần tay máy phụ đọc của nó đây. Ok, dàn khoan của nó còn ok hết nha mọi người. Đấy, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đấy, thằng này còn khá là mới. Ok. Số 13. Có một cái cần tương tự nữa trong video này mà nó số 18 đó. Đấy, Fuji FX5. Cần này dài 3m9, thu vào là 90 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cây số 9. Số 9. Cái này bán 350.000. Số 9 350.000. Số 10 là cũng cây cần Ryobi kiểu như lúc nãy luôn, nhưng mà cây này số 18, cây kia số 13 nha mọi người. Số 18 này thì nó dài hơn, nó to hơn. Dài hơn, to hơn. Bát Fuji FS6 này. Đấy, cây này dài 5m4. Đấy, dài 5m4. Thu vào là 1m04 rồi. Đây, đọt của nó đây.
dàn khoan còn ok hết nha mọi người. Dàn khoan còn ok hết, cần tay, máy phụ. Ba, bốn, năm, sáu, đấy, sáu giống nha. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m04, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 340g, 340g mọi người. Cái này số 10, số 10. Đấy, số 10, cái này bán 420.000. Số 10, 420.000 cho mọi người. Số 11 là một cái cần tiếp tục Ryobi, cần tay máy phụ. Đấy, máy Fuji FS6 nữa. Bát Fuji FS6 này. Đấy, 17H. Đấy, đọt của nó, cần tay máy phụ nha mọi người. Đọt của nó đây. 1 lóng, 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5 6 lại thế này. Có một cái khoan chỗ cái đốt thứ hai ấy, nó bị bung rồi, về cọc lại tí thôi. Cái này cọc đơn giản rồi, về cọc lại này tí thôi nhé. Sợi kẽm này thì đơn giản rồi. Một giống này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu, bảy giống rồi, bảy giống tất cả. Vậy không? Cái cần là dài 5m1, thu vào 86cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 320g, 320g nha mọi người. Cái này cái số 11, 11. Cái này 400, 11, 400 nha mọi người. Hai là một cái cần Daiwa rất là mới, chất liệu là phíp nha mọi người, rất là mới. Daiwa hình của cây này là trên 90%, 95% trở lên. Đấy, rất là mới nha. Đây, cần tay máy phụ nha. Đọc khoan đồ còn ok, đầu bu ok luôn nhé. Đấy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ống, 8 ống nha mọi người, 8 ống tất cả. Cái cần này còn mới đẹp. Đấy, bát Fuji FS6 này. Đây, cái cọc giữ cần này, cần này này tháo được nha mọi người, tùy. Đấy, cần này dài 6m, thu vào là 93cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 480g, 480g nha mọi người. Cái này cái số 13. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 chứ. Cái này số 12. 12. Cái này bán 500 nha mọi người. 12, 500. Ba là một cái cần cần hai khúc Shimano, cần hai khúc Shimano nha mọi người. Đấy, mình thì không dỡ ra nữa làm gì, không ráp vào nữa làm gì. Hai khúc Shimano,
khoang khoang này, dàn khoang này. Đấy. Chỉ có khoang chỗ này. Một cái khoang bị hư duy nhất nha mọi người, một cái khoang bị hư. Thì mọi người về cột lại cái khoang chỗ này nhá. Đấy. Cái khoang dàn cái khoang cuối của cái đọt. Đấy. Nói chung một cắt cái khoang cái một cái khoang đấy. Đấy. Ok. Về người cột lại cái khoang chỗ này, rất là đơn giản thôi. Cần này thì chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó nằm khoảng 80% ở đây nhé. Đây, đọt to, cứng cáp đó nha mọi người. Đấy. Đây. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m08. Đọt là 3,2 ly. Đọt 3,2 ly nha mọi người. Cân nặng là 400g. 400g. Cái này cây số 13. 13. 450.000. 13 450.000. Cho mọi người về cột thêm một cái khoang vào nhé. Cần quay ta này, cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, nó có hai cái đọt nhé, đấy, một cái đọt to, một cái đọt nhỏ hơn tí, đấy, hai đọt nha mọi người, cần hai khúc nhưng mà có hai đọt nhé, thể loại hai khúc có hai đọt, Bass Fuji FS6 này, đấy, mình giới thiệu luôn, cần này dài 2m1, thu vào là 1m08, một đọt là 1 ly, một đọt là 1 ly 5 nha mọi người, cân nặng là 160g. Đấy, 160g. Khoang bát còn ok hết. Khoang bát còn ok hết nha mọi người. Đấy. Đọc này đọc 1 ly này. Đọc 1 ly này. Đọc ly rưỡi này. Đấy, ly rưỡi cứng cáp hơn nhé. Đấy. Ok. Cây cần số 14. 14. Cây cần này bán 330.000. 14 330.000 nha mọi người. Tiếp tục là một cây cần hai khúc. Đấy, cần hai khúc. Chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của cần là khoảng 80% trở lên. Đấy, dàn khoang đầu bu ok, gồm có 4 khoang và một đầu bu, tính luôn đầu bu là 5 cái sỏ đó. Đây, đọt của nó đây, ok. Bát vặn kim loại này. Cần này dài 1m75, thu vào là 88cm. Đọt của nó là 2,3 ly. Khá là to. Cân nặng 140g. Cái này cái số 15. 15. Cái này 300. 15, 300 nha mọi người. Mười sáu là một cái cần hai khúc đai qua, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đấy, dàn khoang đầu bu đọt rồi còn ok hết. Đấy. Đấy, đọt của nó khá là cứng cáp nha.
Bass Fuji FX6. Cần dài 2m1, thu vào là 1m09, độc là 1,2 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số mấy rồi ta, 16. Cái này 400. 16 400 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần số 17 Ryobi, cần Ryobi, cần tay máy phụ hay cần Ikeda gì đấy. Đấy, cần tay máy phụ. Chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của cái cần này cũng khoảng 80% rồi đây. Đây, đọt của nó đây. Cần tay máy phụ. Dài 2m7, 3 khúc. Đấy. Khoan bát ok. Đây. Khoan bát ok nha mọi người. Đấy. Lóng dài nha. Bát FX5 nè. Cần dài 2m7, thu vào là 1m03 nè. Độc là 1 ly nè, cân nặng là 120g, khá là nhẹ nha. Cái này cây số 17. 250.000. Vậy 250.000 người mua, dễ mua nhé. Số 18 là một cây cần 3 khúc. Cần 3 khúc nha mọi người. Đấy. Chất liệu là phíp. Đấy. Cần này là của Olympic, cần 3 khúc Olympic, chất liệu là phíp nhá. Đấy. Này. Cái cần này á, chắc người ta dẫm hay gì mà bị gãy cái đoạn đọt chỗ này. Này. Đáng ra là đoạn đọt chỗ này á, nằm tục xuống dưới này này, nó bị gãy hay sao, người ta nối cái ống đoạn này, nối ống đoạn này. Về á, nếu mọi người không thích, mình vẫn thấy nó xài ok nha mọi người. Đấy, người ta nối thì cái lóng này nó dài hơn tí, nhưng mà nếu mọi người về không thích á thì có thể tháo đầu bu, cắt cái đọt chỗ này đi, cắt cái đoạn chỗ này đi, nối đầu bu vào đây nhé, nối đầu bu vào đây là ok nhé, nhé mọi người, nối đầu bu vào đây là ok, không có sao cả, tháo đầu bu ra, gỡ vào đây là ok, nó chỉ thụt xuống khoảng cỡ đây, thụt xuống khoảng cỡ 2-3 cm gì thôi nhé mọi người, đấy, khoảng cỡ 2 cm là cùng rồi, đấy, những cái này là bình thường nhé mọi người, thế là cũng coi như là không có hư hỏng gì, đấy. Nó cái này để gấp hay gì thế nào gãi thì cho bình thường câu cá nó cũng không có gãi được chỗ này. Nó gãi phải gãi dưới đoạn này cơ. Đấy. Bát lại bếp bãi nha. Dàn khoan còn ok nha mọi người. 3 khoan, 2 khoan tĩnh còn 1 khoan động này. Đấy, khoan gập này. Ok. Đấy, Olympic. Cần này dài 3m35, thu vào là 1m25, độc là 3,7 ly, cân nặng là 400g. Cây này cây số 18, 350.000, 18 350.000 nha mọi người. Chính là một cái cần cũng khá là to. Đây, chất liệu là phíp. Cần này thì của Shimano, cần Shimano nha mọi người. Đây. Dài 5m2, 6 ống. Thu vào là 109 cm. Cân nặng của nó là 560g. Đấy. Chất liệu là phíp nhé, ngoại hình của cái cần này khoảng được 70% thôi, nhìn nó cũng hơi cũ cũ. Đấy. Đây, giờ khoan của nó, khoan kim loại như thế này đây. Có khoan chỗ này, có cái khoan chỗ này người ta thay rồi này. Đấy, nếu mọi người không thích cái dòng khoan này về có thể thay dòng khoan khác nhé, tùy nhé. Đấy, còn nếu mọi người thích xài cái dòng khoan này thì về mọi người đánh đi, đánh cho nó sáng đây nhé. Kim loại thì mình đánh được, đá là chịu,
đá nó vỡ nứt là thôi, chứ còn bình thường nó cũng không bị hoang dỉ gì, chỉ có là kim loại bị hoang thì mình về mình đánh đây thôi. 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 giống, 5 giống, 6 giống. Đấy, 6 giống. Đấy. Hình của nó thì hơi bị xước xác nha mọi người. Đây, xước xác đây, cái ống thứ hai nó xước xác. Như thế này thôi. Đấy. Nếu mọi người thích dàn khoan này thì sử dụng dàn khoan này, còn không thích thì có thể về thay dàn khoan khác nhé. Bát Fuji, bát F8, bát này không phải Fuji mà bát EK, FK vậy đây. Cần này dài 5m2, thu vào là 1m04, độc là 1,9 ly, cân nặng là 610g. Cái này cây số 19. Số 19 này 350. Số 19 350. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng đó là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới ship code cho mọi người được. Và trước khi mà mọi người nhận hàng thì mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì so với trên video hay không nha mọi người. Nếu thì có gì thì mọi người điện thoại báo bên mình để mình giải quyết luôn ngay lúc đó. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không kiểm tra hàng xong rồi cứ nhận bừa xong rồi báo mình bị này bị kia. Mình sẽ không chấp nhận giải quyết đâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.